Tiếp tục tại tiệm cá cảnh của bạn Thái Bình thì mình sẽ giới thiệu đến mọi người một cặp cá gọi là cá chê cọp 1XX ha. Cá chê cọp này tầm là 1XX nha mọi người tại tiệm cá cảnh của bạn Thái Bình. Thì hai bạn này là xây tầm một ngón tay cái mình, bự hơn một tí xíu ha. 1XX đây là một cặp cá chê cọp. Trên mình bạn có nhiều cái đốm màu đen khá là đẹp và có 2-4 cái râu kìa mọi người. Ở đây ở cái tầng đáy này thì bạn đang set up một cái hồ này thì nuôi rất là nhiều cá nên mình chỉ tập trung giới thiệu mỗi ngày một sản phẩm, mỗi ngày một bạn cá, giới thiệu đến fan cá của mình ha. Cá thì bạn rất là đa dạng, rất là nhiều mẫu, nhiều loại và nhiều size, khi nào mình đủ túi tiền nào thì mình mua cái đó ha. Tìm cá cảnh của bạn Thái Bình thì ở Hòa Khánh, Cái Bè, Tiền Giang đó. Đây là hai bạn này rất là xinh ha. Đặc tính của bạn này thường thường là bạn cho ăn thức ăn nè, rất là dễ nuôi ha. Mình có thể cho ăn thức ăn nè, có thể là cho ăn cái con trùng chỉ hay là hoặc là mình có thức ăn viên á mọi người, thức ăn viên thì trùng chỉ hoặc là sâu gạo đó mình có thể. Để, cái con này cũng rất là thích ăn ha, nó rất là dễ. Và môi trường của nó thì cũng dễ nuôi thôi mọi người, dễ nuôi, dễ chăm ha. Không có gì là khó khăn ha. Đó, nếu mà mình nuôi cái này là size nhỏ, nếu mình về nuôi lâu ngày thì nó sẽ bự lên và nó rất là đẹp. Ở dưới đáy hồ thì bạn set up một cái hồ cái kiểu mà để mấy cái sỏi đá dưới đó. Nhưng mà cái này là chưa có kịp để thêm, nếu mà có thêm mấy cái cây thủy sinh thì sẽ đẹp hơn rất là nhiều ha. Cái chê cọp cái đuôi nó ngoằn ngoèo ha, có bông hoa, nói chung là kiểu như giống như cái bông đốm, cái đốm đốm như đó mọi người đó. Cái chê cọp mình con này mình nghĩ là cái xây nó thì sẽ rất là to, nếu có nhiều cái con là to hơn rất là nhiều ha. Nguyên một cái hồ này đó. Tại bữa đây buổi tối mình không có quay ra, nãy giờ clip này khúc này chưa có bật đèn LED nên nhìn nó đơn sơ ha. Đây chỉ có hai bạn trước mặt mình là hai bạn cá chê, hai bạn cá chê cọp ha. Ngoài cá chê cọp ra mình thấy tiệm Thái Bình thì còn rất là nhiều khác, như cái rô báo nè 70k nè, cái mập trắng 2x nè, cá chê panda là từ 9x 10x đó, rất là nhiều cá. Cái mập trắng này ha, cá chê panda thì ở đây các bạn ha. Bạn này là bạn cái gì ta, vũ sừng hoàng đế ha, vũ sừng hoàng đế nè. Các bạn cá chép trôi sao mà lạc lối, cái chép sao lạc lòi dưới đây ha. Đó, rất là nhiều cá đẹp giống như thế này bạn ạ. Chép tiger đó mọi người, chép tiger với bạn kim sơn ha. Rất là nhiều cá đẹp luôn, ở đây có mấy con cá nhỏ nhỏ siêu mini nữa nè. Rồi con cá này là chú cá lóc tiền triệu nè mọi người. 1XXXX như là 3 chữ X, giá trị của bạn này cũng rất là cao, rất là đẹp, đẳng cấp, nâng tầm thương hiệu ha. Cái cảnh Thái Bình, qua bên đây thì có một cái hồ vạn mê người mê luôn nè. Con nãy là 1XX ha, 1XX ngô báo cũng sừng. Rồi con này nó hôm nãy nó bự hơn con nãy luôn ha. Đây mẫu yến cũng sừng bự hơn cao nãy rất là nhiều nữa. Nãy mình là cá chê cọp, nuôi một cái hồ cá chép. Ủa dưới này bạn cũng có nuôi cho nó ăn thức ăn nữa hả ta, sâu gồng, sâu gạo nè cả nhà. Con cá lóc kìa, mấy cái này dụng cụ để bạn set up bạn nuôi thêm các bạn chuột hamster, hamster winter wild, hamster beer gì đó. Tiệm của bạn buổi tối này phía trước có hồ cá, bên đây có hồ cá, chỗ nào cũng có hồ cá. Cánh bườm, đây có mấy con cá da beo, uống cá nhỏ nhỏ nè cả nhà. Đây có nhiều cá thủy sinh nhỏ, rẻ tiền, bình tích, chân trâu, hạt lựu, muối tiêu gì đó, với cây thủy sinh đó, đó cá rẻ tiền mà. Ủa đây mình thấy có hai bạn, hai bạn này gùa kiển hay là gùa ba ba gì đây. Đó, mấy con cá sặc kiển thì bạn nuôi chung đây, sặc gấm nè, lau kính vàng, sặc gấm, rất là nhiều cá đẹp và đẳng cấp tại tiệm của bạn. Nếu mọi người có nhu cầu thì có thể đến mua sắm, tham quan và trải nghiệm ha. Thuốc trị bệnh cho cá cảnh các loại rất là nhiều, bio extra là háng đẳng cấp 260k nè mọi người. Ở đây bạn tập trung rồi rất là nhiều dòng la hán luôn. Đây, một con la hán tuyệt đẹp,
Đó, mấy con này có mấy con tôm kiển ở trên đó nè. Giờ là tới giờ ăn rồi đó, mấy con cá nó nổi lên, nó ngơi lên mặt nước. Quá trời cá luôn. Đến đây đảm bảo là mọi người sẽ phải ghiền luôn. Coi cá với mà ghiền đó. Ban ngày thì mình không có thở không, nếu mình có thời gian mình sẽ quay ban ngày, tại vì ban ngày là học sinh ở đây rất là nhiều ha. Tiệm cá của bạn nói chung là tiệm số 1 ở Bộ Khánh mình rồi, tại vì đầy đủ các ngoài hàng bày cá hết. Ban ngày thì học sinh đến rất là đông, nhưng mà có mình không có thời gian, với lại ban ngày mình quay mấy hồ nó không có được đẹp á mọi người. Ban đêm nhờ hệ thống ánh đèn này nó chiếu vào quá. Nên mình cái đây giống như một cái đèn led mà để cái mô hình đây ha. Đó, cái đèn rọi xuống thì nhìn cái hồ cá, mặc dù mình không bật đèn led điện thoại nhưng mà cái hồ vẫn rất là đẹp, rất là nét luôn. Nhìn con nào ra con nấy mà như rất là chuẩn ha. Trồng mình setup mấy cái rễ cây này, hình của mặt trăng rồi nè. Đẳng cấp là khỏi phải bàn luôn đó mọi người. Mình trồng những cái hồ cá hồng cam. Đó, trân châu nè cả nhà. Đây mình quên giới thiệu cho mọi người ha. Ngoài ra ở đây là có cá đi thi á mọi người, mấy con sim phướng gì có đầy đủ hết. Sim phướng beta gì đó. Ngoài cá ly thia có cá thức ăn nè, nó trùng chỉ gì đó, trùng chỉ tươi sống gì đó, cá mồi, cá dẹt chứ. Đó, con nào mà, cá nào mà mọi người có nhu cầu đặt đó, thì mọi người comment bên dưới video, hoặc là ở gần thì có thể đến trực tiếp tiệm cá cảnh của bạn Thế Bình để tham quan. Nếu mình thích con nào thì mình mua con đó, không thích thì thôi, mình có thể để dành tiền hôm khác mình mua bạn khác.